Mình bán sớm vậy chắc một cái xôi này mình phải chuẩn bị từ hôm qua ha. Không, nó không ngon. Dạ. Một giờ cô thức rồi. À, một giờ cô thức cô nấu rồi đó. Đúng rồi đó. Nấu xong ra bán liền nó ngon, còn mình nấu trước đó, nó nhão nhạt sôi cái ghê lắm, nó không ngon. Giống như là con nguội hâm lại rồi nó không ngon. Vâng. Mình nấu xong đem ra bán liền nó ngon. Xôi này cô nấu từ lúc 1 giờ. Mình nấu liền có hột nếp con thấy không? Nó, nó không có đủ lòng, đủ lá nó ngon lắm. Vâng. Còn mà mấy người ta nấu hôm qua nó ghê lắm. Nó nhỏ nhẹt mà nó lông lá nó đổ tầm đây. Dạ. Đó là cô kinh nghiệm mấy chục năm nấu xôi chia sẻ. Chào cô chú chị và các bạn, quay trở lại kênh Vặt Sài Gòn và du lịch nhé. Bây giờ là 6 giờ sáng, mình đang mặt bên đường Vĩnh Nam. Hôm nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn đó là hàng xôi rất nổi tiếng ở khu vực này các nhỉ. Bây giờ mới 6 giờ sáng mình đến đây là thấy là khách là xếp hàng đợi mua xôi rồi đó. Để biết là xôi ở đây là rất nổi tiếng ở khu vực này. Sau đây mình sẽ vô quay cô chú làm xôi giới thiệu đến cô chú bạn cùng đó xem nhé. Đây vô trong xe xôi thấy hấp dẫn cái này. Đây là xôi lá chuối hấp dẫn, lạp xưởng, tôm khô, trứng cút, bên đây có chả, đây chả bông, cá hộp. Mọi người đến để xếp hàng theo thứ tự. Địa chỉ ở đây ở ngay góc đường Vĩnh Nam và đường Tùng Thiện Vương quận 8 để mua xôi thì mình biết. Con chào cô chú nha. Ở đây mình mở bán từ mấy giờ đến bây giờ cô? Mình 5 giờ mình bán tới 8-9 giờ con. Dạ. 5 giờ đến 8-9 giờ. 3 giờ mình bán tới 4-5 giờ. À, chiều có bán từ 3 giờ đến 5-6 giờ đó. Đúng rồi. Vâng. Bán 2k. Đúng rồi, bán 2k. Mình bán cái xôi này đây được lâu chưa cô? Cũng 3 mấy 40 năm. Dạ, 3 mấy 40 năm rồi. Lâu đời ạ. Đúng rồi. Hèn chi mình thấy mọi người xếp hàng mới sáng sớm thôi. Chắc là cô bán là rất ngon và nổi tiếng rồi đây. Được lòng ta, dạ. Ta thương mình. Thấy nồi xôi bốc hơi nóng hổi. Nhưng một phần xôi đó thì bao nhiêu tiền cô? 17 ngàn. 17 ngàn có đầy đủ các món chả, lạp xưởng, tôm, chả bông. Chả bông 2 gói 20. Cái cò là 2 gói. 2 gói gói gì? Mình lấy đủ thứ hả chứ? Đặc biệt là xôi đây gói bằng lá chuối. Đây lạp xưởng hết luôn. Chờ chút ha, tại vì mà mình thấy sao quá cô. Chờ chút ha. Bờ của mình 2 gói ha chú. Lấy cho 3 gói. Nhà đang rất đông. Mình đến đây mình phải xếp hàng theo thứ tự.
4.2. Ở đây ai đến cũng phải xếp hàng phải không cô? Đúng rồi. Ai đến trước thì bán trước. Vậy nó có thứ tự. Dạ. Khách của mình khi nào cũng đông vậy hay nó chỉ ra cao điểm cái giờ này thôi? Vậy thì như đã bớt rồi, và nếu mà có học sinh thì đã đông dữ nữa. À, có học sinh thì tăng dữ. Đang thở phộng rồi, rất thơm. Mình bán sớm vậy chắc một cái xôi này mình phải chuẩn bị từ hôm qua ha. Không không, nó không ngon. Dạ. 1 giờ cô thức rồi. À 1 giờ cô thức cô nấu rồi đó. Đúng rồi đó. Dạ. Nấu xong già bán liền nó ngon, còn mình nấu trước đó, cái nó nhão nhẹt xôi cái ghê lắm, nó không ngon. Giống như là con nguội và hâm lại rồi nó không ngon. Vâng. Mình nấu xong đem về bán liền nó ngon. Đó, xôi này cô nấu từ lúc 1 giờ. Dạ, của con có chứ chú. Mình nấu liền có hột nếp con thấy không, nó, dạ, nó không có đủ lòng đậu lá nó ngon lắm. Vâng. Còn mà mấy người ta nấu hôm qua nó ghê lắm, nó nhỏ nhẹt mà nó lông lá đổ tầm lên. Dạ. Đó là cô kinh nghiệm mấy chục năm nấu xôi chia sẻ. Ừ. Ta dưới nước lạnh cô dưới nước dừa bởi vì có hột nếp của con nó ngon lắm. Dạ. Ừ. Rồi lấy con ba gói. Con ăn sẽ bấu ha. Cái con ba gói nhiều ăn chỉ đậu phụ. Mình lấy gì? Ba gói xôi mặn hả cô? Gói nhiều. Nghỉ chưa con mắt nó ngủ. Ở đây một tháng mình có nghỉ ngày nào cô? Nghỉ á cô, nghỉ chủ nhật. À chủ nhật cô nghỉ. Rồi cô nghỉ. Dạ. Mà là nhiều khi mắt không chịu là mình nghỉ đột xuất á. Còn thứ hai chủ nhật là mình nghỉ suốt à. Một gói còn lấy. Ở đây bán nghỉ chủ nhật nhé cả nhà. Bốn gói 17. Bốn gói 17 mình lấy đủ thứ hả con? Dạ, nhưng mà có một gói không lấy chín cốt mà. Khách mua toàn 3-4 phần. Cô đây người Hoa hay người Việt? Sáng bán người Hoa. À. Cô Lai á, cô Lai. Dạ, thấy cái kiểu này nấu giống người Hoa. Đúng rồi. Ăn vặt Sài Gòn và du lịch được. À thế ạ, dạ cảm ơn chị. Đi có dính giấy là không có dính cút nào cưng. Dạ. Chị chắc thường xuyên mua xôi đây ăn hả? Dạ. Dạ.
Dạ. Đi đây đông đông con mới quay lại chứ. Nó có coi chuột nó có coi. À, con không biết luôn cái đông đông. Cái mặn nó hơi mưa luôn. Mình lấy đủ thứ hả cô? Khách mua 6 gói. Ở đây khách mua số lượng nhiều không cô hả? Nhiều khi mua cả gia đình ăn. Trời ơi, tôi mua mấy chục gói lần đó. Dạ. Cái đi sao mình sợ ta có mua con gói à. Vâng. Nhưng mà không dám nói. Dạ. Tới 30 gói, trời ơi, người ta đưa có người ta mua có một gói là tội nghiệp đứng chờ, nhưng mà vâng, không có dám mình sao mà nói được. Mua 30 gói người sau đợi lâu. Đúng rồi, cái kêu người ta lấy số điện thoại đi, cái người ta kêu trước rồi mình làm. Vâng. Chuẩn cho mấy người, người ta có một hai gói, người ta đợi tội nghiệp người ta. Dạ. Số này của mình có trên app gì không? Hả, làm sao? Cô có bán trên app thôi hay gì không? Cô không có biết là mấy người quay. Không có biết cái đó. Nhưng mà đông khách này cần thì app nữa. App phải mất phí. Này mà vào mùa đi học mà học sinh xếp hàng. Đúng rồi. Bây giờ cô bán chậm tay vậy đó, chứ mày muốn mà có học sinh đó, học cô dán làm để lại để cho mấy ta đi học. Dạ. Giờ thì không sao không, nhưng mà học sinh học vô mùa đi học vậy đó, trời ơi là làm để lại làm cho ta đi học không. Vâng. Chờ chút đây chú. Còn một gói được lấy đậu lấy gì? Lấy gói vậy? Mấy con hai gói sao? Mấy bao nhiêu? Sáu gói nhiều. Mấy gói là bao gói? Mấy gói là bao gói? Có một gói mình không lấy đậu phộng ha? Dạ, cho cái này. Dạ. Hai gói 20, không phải sao mấy? Dạ, chú qua cô. Dạ, chú nha. Này mà ai mà đói xem này phát thèm luôn đấy. Nhìn nó hấp dẫn quá. Lấy cái gói nha. Như cô mới đóng cái tủ kính này nó lại hả? Không rồi, không rồi. Cũng lâu rồi, tại vì sao không gánh đổ hoài à. Hồi đó cô bán cho bán gánh. À dạ. Gánh té đổ. Không sao bốn chà bông nha. Cho bố lên bà đều. Đó. Lên bà đều.
không số đây mà đèn không số không không cho bông đây mà đèn có hai lần không lấy chạm bông luôn đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi bây giờ mà khách vẫn xếp hàng quá trời đông lắm. Đấy, cô bán bánh mì nữa hả? Đúng rồi. Mà thấy ít người mua bánh mì quá. Còn mua xôi không? Bánh mì chắc bán kèm với học sinh. Rồi cô làm cho con một phần 20 nhé. Dạ. Coi cô chú lấy đủ thứ hai chú ha. Vâng. Con không ăn cái đó, con không ăn cái đó. Không khỏi ăn mấy cái này thôi. Dạ. Đó. Mấy cái này thấy ngon, hấp dẫn. Không có 20, con lấy con phô, không lấy đậu phộng. Rồi 3 gói 17. Thử cái này, mời anh đi thử đi. Cái này ngon lắm. Cứ ăn cái này cho mình nhiều. Cái đó là cái gì cô? Cải mặn nhưng mà nó, mặn. Nó ngọt. Dạ. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé. Ai có đi mua xôi thì mình ghé đây mua thưởng thức nhé. Bây giờ khách có xếp hàng rất đông.